Cầm chìa khóa mở cửa vô phục vụ cho anh nha. Phục vụ nha. Mày biết gì à? Phục vụ mày, phục vụ mày. Mày tỉnh đi. Con ghệ này thích cái gu bạo lực con. Được nha, cái gu anh à. Em ơi. Mày gì? Mày gì? Biến thái này, chủ điền. Biến thái. Máu. Hả? Ê, ê, anh ơi, có sao vậy? Ê, ê, tỉnh dậy đi. Chết rồi. Anh ơi, tôi xin lỗi anh nha. Tôi không có cố ý làm anh bị như vậy đâu. Mà cũng tại anh, tự nhiên cái anh cứ sấn sấn vô người tôi chi, tôi mới đập anh á. Anh ơi. Con thở. Ôi chắc chưa chết đâu, thôi kệ đi. Đi về. Anh lạnh hả? Anh lạnh, vậy để tôi đắp mền cho anh. Anh lạnh. Anh đừng có lạnh nữa nha. Để tôi đắp cái mền cho anh. Anh hết lạnh chưa? Anh còn lạnh hả? Anh hết lạnh chưa? Anh hết lạnh rồi, vậy thôi tôi về nha. Ngộp thở, bỏ ra. Anh khát nước. Anh khát nước hả? Để tôi lấy nước cho anh. Anh ơi, nè, uống miếng nước đi. Nè, dậy, ngồi dậy nè, uống miếng nước nè. Ê, có sao không vậy? Anh ơi, làm sao vậy? Anh ơi, tỉnh dậy đi, anh đừng có chết mà anh ơi, tỉnh dậy đi anh ơi, có sao không vậy? Anh! Tỉnh rồi nè. Nãy giờ anh hù tôi hả? Thì sao? Hả? Lãnh lương cao quá mà, hù một tí cho vui. Thế là nè, ô xin thì nhát dữ vậy. Trước khi đi làm ô xin phải trải qua lớp đào tạo đàng hoàng chứ, yếu vốn dĩ rồi cô gái. Lương gì cao, đào tạo gì? Chứ không phải, cô là người của mẹ tôi đều qua đây giám sát tôi, đúng không? Anh nói gì vậy? Đừng có xạo. Ý của nó cô không phải ô xin hả? Không phải ô xin thì sao nè? Mở cửa cho tôi, lấy nước cho tôi, rồi còn chăm sóc cho tôi nữa. Thì anh kêu tôi chứ bộ. Với lại tôi lỡ làm anh chảy máu, tôi có lỗi với anh là tôi phải làm. Có lỗi biết lỗi là được. Giờ vậy, chúng ta thỏa thuận với nhau đi. Mẹ tôi kêu cô qua đây giám sát tôi, trả cho cô ngàn nhiêu? 1 triệu đúng không? Bây giờ vậy, tôi trả cho cô gấp đôi luôn, 2 triệu. Với một điều kiện, cô phải viết báo cáo về cho mẹ tôi theo ý của tôi. Ok. Nó nghe nè, tôi không có muốn dính líu gì tới mấy loại người thực dụng như anh đâu. Ê, mà mới nói gì vậy? 1 ngày 1 triệu. 2 triệu. 1 triệu là của mẹ tôi trả, còn tôi trả cho cô 2 triệu. Với một điều kiện, giống như nè, hằng ngày tôi đi nhậu, tôi đi tụ tập bạn bè, tôi đi quán bar, thì cô hoàn toàn không được viết báo cáo về cho mẹ tôi. Ok. Không làm. Ê, 3 triệu. À không, 3 triệu là phải thêm một ngón nữa. 3 triệu. Ok. Anh vẫn mặc với tôi hả? Dẹp đi. Ấn trước cho ô xin 1 triệu. Thiệt luôn. Được. Anh muốn tôi làm ô xin cho anh cái gì? Vậy là kể từ bây giờ cô chính thức là ô xin của tôi đúng không? Vậy thì công việc đầu tiên của ô xin đó chính là chọn máy này phải không? Vậy rồi. Massage cho ông chủ. Massage cho ông chủ đi nào. Nè, tôi chỉ làm công chuyện nhà thôi, mấy cái chuyện đó tôi không có làm đâu. Anh có tay có chân không? Tự làm đi. Còn thấy chưa đã, ra tiệm massage mà làm. Cô nói là công việc của cô chỉ là làm công chuyện nhà đúng không? Vậy thì được. Ô xin,
chuẩn bị cho ông chủ một bàn tiệc 4 giờ chiều nay. Khách mời của ông chủ là 4 người. Ủa, nhậu cả ngày chưa đã, sao giờ còn nhậu nữa vậy ông nội? Ô, xin là không được cãi lệnh ông chủ, biết không? Bữa nay cuối tuần sao đi ba quẩy, nó rủ mình về nhà. Vậy đây nhậu có gì đâu vui. Con lẩu luôn nè. Thôi mà thôi, ông đừng có nhắc tới cái nỗi đau của thằng đó nữa. Nó mà vừa bước cửa tới chân quán ba đó ha, là người của mẹ nó nắm đầu nó về rồi. Lấy cái gì mà nó chơi bời gì nữa. Ê, nói xấu quá vậy bồ. Nè, lâu lâu đổi không khí về nhà chơi cho nó vui. Làm gì phản ứng mạnh quá vậy? Với lại, bây giờ ra ngoài đường ăn nhậu về được có thoải mái không? Hả? Đo nồng độ cồn đồ này nọ. Về nhà chơi, vệ sinh, sạch sẽ, an toàn. Cứ chơi ở nhà sẽ là an toàn. Sao? Vô tiệc được chưa? Ừ, lên đi, chợ gì nữa. Okay. Em, lên đồ. Bạn gái mới hả? Bạn gái gì? Ô xin. Ô xin. Ô xin á. Nhìn ngon quá ta. Ngon không? Quá ngon. Ngon, ăn đi. Mày đưa thử cho tao ăn không? Ừ, ăn đi, kèo của bà già tao cài vô đó. Chua lắm à. Người của bà già tao, nhưng bây giờ đã là người của tao rồi. Ông chủ, tôi đi về, hết giờ rồi đó. Cái gì kỳ vậy? Vậy mà la người của mình. Trời ơi. Sao vậy? Thì hết giờ rồi. Ok, cười. Cười quê mình đúng không? Thể hiện đẳng cấp cho các bạn coi nè. Em, anh mua em 3 tiếng 4 triệu. Wow. 4 triệu là bằng 1 tháng lương của người ta rồi đó nha cô em. Hiểu già có khác. Ý, im lặng kìa. Im lặng là sao? Đồng ý. Anh ơi, có bưu phẩm anh ơi. À. Dạ, anh có bưu phẩm, mời anh ký nhận. Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy? Gì đây? Đơn khởi kiện Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức. Người khởi kiện Trần Phương Mai. Người bị khởi kiện Lương Duy Trí. Về tội quấy rối tình dục và bóc lột sức lao động. Cái gì vậy trời? Điên hả? Làm cái gì cha? Mọi người thấy chưa? Thấy thân phận ô xin vất vả như thế nào chưa? Thấy trị ông vậy được không? Được á, được á. Cho chừa cái tật thay ô xin như thay áo. Trời, không ngờ là nghệ vậy luôn á. Ủa, nói vậy là bà cố tình gài bẫy để đòi tiền bồi thường hả? Chứ gì nữa. Mấy cái đứa hả mà nghĩ mình có tiền muốn làm gì làm á, là phải cho nó một bài học. Ừ. Khoan nha. Nếu như mà cái vụ kiện này nè, mình mà thắng á, là sẽ được bao nhiêu tiền? 50 triệu. Cái gì? Trời, 50 triệu. Ừ. Thời buổi này dễ kiếm tiền vậy luôn hả? Ừ. Chứ gì nữa, ô xin quốc dân mà, đâu phải muốn ăn hiếp là ăn hiếp.